Điều gì sẽ xảy ra nếu 6 người đàn ông đi du lịch cùng nhau? Một chuyến đi tự do, tự lo. Không tiền, không bạc. Từ thân vận động. Tập trung cho làm cốn. Đó. Những bài đặt cược may rủi. Chơi hết mình trong từng khoảnh khắc. Hay bị trôn hết hồn mọi lúc, mọi nơi. Trời qua rồi. Những người anh em đồng lòng cùng nhau chinh phục những thử thách bằng cách mà không ai có thể ngờ đến. Ở đâu có việc khó, ở đó có đàn ông. 2 ngày 1 đêm tự do, tự do. Đón xem 2 ngày 1 đêm đồng thời và trọn bộ trên Vion cùng Focus Cam độc quyền hé lộ những khoảnh khắc chưa kể. Tải app ngay.